Ngày xưa chị cũng từng hỏi mẹ chị tại sao đặt chị tên Tiên. Bà nói để sau này về già con cháu sẽ kêu mình là bà Tiên. Mẹ là như vậy đó, như một bà Tiên vậy, luôn làm những điều tuyệt vời nhất cho con cái của mình.